Kính thưa bà con và các bạn, ngày 2, ngày 3 tháng 3 vừa qua, đoàn công tác của Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã Vĩnh Châu, Phòng Văn hóa Thông tin thị xã đã đến thăm tặng hoa chúc mừng cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng Vĩnh Hải, đồn biên phòng Vĩnh Châu, đồn biên phòng Lai Hòa nhân dịp kỷ niệm 63 năm ngày truyền thống biên phòng, ngày 3 tháng 3 năm 1959, ngày 3 tháng 3 năm 2022 và 33 năm ngày biên phòng toàn dân, 3 tháng 3 năm 1989, 3 tháng 3 năm 2022. Tại đây, đoàn công tác đã được các đơn vị thông tin nhanh về tình hình hoạt động của đơn vị. Theo đó, thời gian qua, các đồn biên phòng luôn chủ động triển khai tốt công tác quản lý, bảo vệ biên giới, kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn hiệu quả các hoạt động vi phạm chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng trên địa bàn phát triển kinh tế xã hội, giúp nhân dân xóa đói giảm nghèo, ổn định cuộc sống, yên tâm lao động sản xuất, giữ gìn an ninh trật tự, đặc biệt thực hiện tốt công tác kiểm soát các chốt phòng chống dịch COVID-19. Dịp này, lãnh đạo Hội Phụ nữ thị xã Vĩnh Châu, Phòng Văn hóa Thông tin đã gửi lời chúc tới cán bộ chiến sĩ các đồn biên phòng sức khỏe, chắc tay súng, tiếp tục phát huy truyền thống bộ đội Cụ Hồ, xứng đáng với truyền thống dễ dàng của lực lượng bộ đội biên phòng, góp phần cùng đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trên địa bàn khu vực biên giới biển thuộc thị xã Vĩnh Châu trong xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững chắc, bảo vệ toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, đóng góp vào sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
rau quá không được ăn chín mình ra. Đấy, bắt liền hai tay hai người. Lâu quá. Mới ngày nào? Không, mới ngày hôm qua, mới ngày hôm qua. Hôm qua đâu có gặp. Đó nào, hôm qua có gặp cái nào? Đó ngày hôm qua. Hả? Hôm qua đâu? Ồ, chị. Ôi, xin chào nghe, chúc mừng ba tháng ba nha. Chúc mừng. Ở chủ đồn, chủ đồn ra ôm cái thôi. Ra ôm chủ đồn cái thôi. Vợ 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 phụ nữ. Không, nếu mà thay đổi giới tính lại đây cần thiết làm giấy khai sạch để thay đổi giới tính luôn. Vợ vợ dạ, phụ nữ. Nữ